sang bằng cái đường đi và tiếng gọi, tiếng kêu trong đồng vắng đại khái như vậy. Nhưng mà tại vì tôi muốn soạn cái bài đó nói chuyện đặc biệt cho người Việt Nam, cho nên tôi đổi cái tựa, tôi không đổi cái tựa, tôi thì nói là tôi lại giảng về vô thường. Nhưng mà lại để nói về cái câu chuyện đó, nói về vô thường thì ông đang nói chuyện mà 30 tháng 4 mà xưa mà những người mà nó biết bao nhiêu rồi, người thay đổi ha, đời sống thả đổi, đang có đó rồi mất đó rồi có đó rồi đi tản lạc bao nhiêu. Tới bây giờ mấy mươi năm mà chúng ta cũng vẫn còn thấy vô thường, chưa thấy được biết cái chỗ nào, chưa thấy rõ cái đường về quê trời, là cái đường mà chúng ta, là cái nơi cuối cùng mà chúng ta về quê trời. Cho nên tôi đã dùng cái đề tài là vô thường, đây là Văn Tế Giả là ngài rửa, ông rửa người ta ở dưới dòng sông Jordan đó, để rửa, thực sự là để rửa cái bụi thôi. Tại vì để rửa cái bụi, bởi vì cái mùa Trung Đông đó thì nó nóng nổi bụi bặm này cái lắm đó. Thì nó theo cái phong tục của nhiều nước nữa, nhất là như bên Ấn Độ, dòng sông Ganges này kia người ta cũng vậy. Thì nó là rửa cái bụi, mà Chúa nói rằng các ngươi là các bụi, các ngươi trở về lại với các bụi, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa cũng nói. Cho nên khi rửa cái bụi lại, nhưng mà còn lại là còn cái thân. Cái thân đây là cái thân này, thì John mới nói rằng là đấng đến sau ta sẽ, ta chỉ rửa các ngươi bằng nước, nhưng mà đến đấng sau ta sẽ rửa các ngươi bằng Thánh Linh. Thánh Linh, cho nên Thánh Linh á là cái không có vô thường, Thánh Linh là của Thượng Đế. Cho nên trong cái con người chúng ta, dầu là cái bụi đất rửa đi thì cái phần đó vô thường, nhưng mà cái phần còn lại là Thánh Linh cho, là không vô thường. Đó, cái mục đích là tôi chỉ dùng cái đó để cho thấy rằng những cái gì mà chúng ta được dựng lên bằng bụi đất thì trả lại cho bụi đất, còn những cái gì mà Thiên Chúa cho đó thì nó không phải là bụi đất, cho nó sẽ còn mãi mãi và nó không phải là vô thường. Nó không vô thường đấy thôi. Giống như nhà Phật thì bên đạo Phật là có cái lễ gọi là lễ quy y, tức là trở về lại cái áo cũ, quy là về y áo cũ. Giống như trong vườn Địa Đàng vậy, khi em Adam và Eva được mặc một cái áo phước, cái áo phước hạnh á, nhưng mà khi mà phạm cái tội, mà vướng cái tội tổ tông rồi thì cái mà phước hạnh nó mất đi. Thì lúc bây giờ thấy mình trần truồng là vậy. Vâng. Trần truồng là vậy. Cho nên cái quy y đó là để trở về cái áo nguyên thủy, cái áo mà Thượng Đế cho, tức là cái phước cho phủ trên Adam và Eva, là cái phước mà mất. Vâng. Cái phước đi nó mới trần truồng. Vâng. Giống như bây giờ mình, nếu mà xuống sông Jordan đi đó, mà tất cả những cái tội lỗi của mình đó, mà dính trên cái thân bụi thì rửa đi, nhưng mà để còn lại cốt lõi ở trong là cái hữu thường, cái đó mà Chúa Kitô khi ngài chết ở trên thập tự giá thì ngài trả lại cái bụi đất bình thường cho bụi đất, nhưng mà ngài trút linh hồn thì tức là cái Thánh Linh đó nó trở về với Cha Trời ngay lập tức. Bởi vì khi mà các người đàn bà mà Chúa thấy Chúa sống lại mà muốn rờ thân thể Chúa thì Chúa nói đừng đụng với ta vì ta chưa về với Cha ta. Tôi không có cho đụng nha, ta chưa về cho đấy. Vừa rồi ngài nói rằng thì là những các cái người Ấn Độ mà người ta đi xuống sông Hằng, sông Ganges mà người ta tắm đó, không ạ? Và thì tôi cũng thấy cái đó không những là người ta rửa cái bụi trần, không ạ? Rửa bụi trần, nhưng mà ngài thấy rằng thì là cái lễ, cái hành hương đó không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người tụ tập, bao nhiêu người đi, mà cái phương tiện đi vô cùng là khó khăn trong cái thời đó. Thành ra mình mới thấy rằng thì là cái con đường đó cũng lại là một con đường cứu khổ. Cái quyết tâm đó, quyết tâm mà để đến đó để mà rửa đó, đấy mới là rửa cái lòng của họ, cái lòng của họ mang tới bao nhiêu người chết, bao nhiêu gì đó, đấy là một cái bởi vậy để... Cho nên thực sự bên đạo Kitô giáo hay quả hỏi Chúa vậy, thì Chúa nói rằng người nhìn các ngươi là bên bề ngoài, nhưng ta nhìn các ngươi trong lòng. Đúng. Chúa nhìn chúng ta là trong lòng, chứ không phải Chúa nhìn cái bề ngoài. Cái bề ngoài này là cái của bụi đất thôi, thấy không? Nhìn cái trong lòng, cái mà cái đó là hồi xưa, tức là hơi thở của chính Thượng Đế hà hơi vào, và cái phước ban xuống
cho làm cái áo phước đấy, đấy đấy, cái áo phước đó ngài ngài cụ thể hóa nó. Tôi nghe tôi thùng, tôi nghe tôi thấy rằng là đấy đúng là chính Adam với em và ở trên đó nó mất cái áo đó, mất cái phước đó mà tự dưng mới thấy mình trần truồng. Cho nên bên Phật giáo người ta mới được quy y về lại cái áo nguyên thủy, cái áo phước đó, quy y cái đó. Nói cả quên, thì tuần vừa rồi đó thì là bà tổng giám mục của giáo hội Anh giáo, tức là giáo hội nơi tôi với nhà tôi đang phục vụ đó, thì bà là người đàn bà đầu tiên mà được bầu làm tổng giám mục, tức là lãnh, tức là xem như là lãnh đạo tất cả người Anh giáo ở tại trên nước Mỹ đó, bên Mỹ gọi là Episcopal. Bên toàn thế giới nó gọi là Anglican, gọi là Church of England. Nó là một loại công giáo mà. Thế là hai tên gọi. Nó là công giáo hay là Anglican rồi nói chung hết bên toàn thế giới, Canada, Úc, Châu, Tăng, Tây Lan, vân vân bên Anh Lê đó thì gọi là Church of England. Nhưng mà bên Mỹ thì quan Mỹ nó là gọi là Episcopal. Thì Episcopal này đó thì là 200 vị mà lập quốc của nước Hoa Kỳ này đã hết 88 vị là của Episcopal này. Vâng. 88 vị lập, cho nên đây họ là những người lập ra nước Mỹ và đem cái nền dân chủ và tự do nước Mỹ là do cái giáo hội này đấy. Và cái nhà thờ mà lớn nhất ở tại Washington DC mà các tổng thống hay mượn dùng các lễ lạc cũng là của giáo hội Anh giáo. Và bà thì là hôm vừa rồi thì khi mà bà nhận chức thì bà ra làm lễ ở cái nhà thờ đó, dụng cái cửa vào này họ mở rồi mới đi vào, lễ nghi nó trang trọng lắm. Nhưng mà hôm vừa rồi, tuần vừa rồi bà đến bà nói, bà giảng ở dưới Los Angeles, gọi là đại giảng đường Los Angeles, bà nói một câu rất là hay mà chúng tôi thấy học được cái câu đó, cái câu hay tôi chia sẻ với ông anh. Câu như thế này, tôi nói là bà nói là thế này, chúng ta phải nhìn tất cả những người mà chúng ta thấy ở trên đời này, chúng ta phải thấy Thiên Chúa trong người đó. Nếu chúng ta muốn mà không còn hận thù, kỳ thị, tranh chấp, ghen ghét nữa, thì nhớ cái câu này. Mỗi khi chúng ta nhìn anh em mình, phải nhìn thấy đó là Thiên Chúa. Cái đúng. Đó là Thiên Chúa. Thế đây là câu tôi thấy rất là hay. Đúng, cái câu hay, câu hay. Bởi vì cho nên tại vì cái giáo hội này cũng đang bị chỉ trích về vấn đề những cái vấn đề xã hội, thí dụ như vấn đề đồng tính luyến ái. Cái câu đó nó hay, nó phù hợp đối với cái tuổi chúng ta, đối với cái hoàn cảnh của người Việt ở đây. Thế anh đấy, theo tôi nhìn đó thì nhìn vào bất cứ anh em mình đó, đều thấy Thiên Chúa trong đó. Thế anh, đây là tiếng gọi của cái mùa vọng này. Đúng theo rồi. Tôi nghĩ rằng tiếng gọi của, và nó rất phù hợp đối với hoàn cảnh của chúng ta, những người Việt Nam đương ở hải ngoại. Chúng ta đã nhầm lẫn khi bán hàng giả, chúng ta buôn hận thù, chúng ta chúc giữ cho quê hương, phải không ạ? Thì